là thiếu phần đầu. À, này thiếu thiếu. Chắc vẽ bằng tay chưa? Rồi. Mở cái lưới lên. Giờ mình coi nhân vật này nằm ở đâu, cái group mình nằm ở đâu, cái tâm nằm ở đâu. Cái lưới. Xô lưới lên. À, cho nằm lên trên chục tọa độ nha mấy em. Đây. Như này được rồi. Đây. Tại vì nó nằm như thế này mình mới canh cái lưới mình render nó mới dễ ha. Rồi xong ha, giờ nhân vật xong nè. Mình bấm số 3 rồi nha, nhớ là mình đang smooth nó nè. Này là đứng à, để ngang mình không xài cái đứng này. Rồi đây ngang, giờ mình bóc hai cái hình kia mình bỏ vào. Hồi nãy khi mình bấm mình đã xếp project rồi thì mình bấm á, là nó sẽ nằm trong thư mục đó ha, email nó nằm đây nè. Đấy, mấy em thấy không? Là mình không phải đi kiếm đâu hết. Rồi, thả thử nào. Ha, ok ha. Ở đây thì mình đổi background, gradient hay là gì đó, tùy theo. Hơi xám xám hoặc là đậm hay là đen hay là cái gì đó, tùy thích. Đúng không? Này, như vậy cũng được. Thì làm sao mà miễn nó nhìn ok thôi. Rồi mình canh xong rồi mình có thể scale nó. Mặc định của một khối vuông thì nó sẽ trải ra như thế này. Mấy em để làm UV thì có thể dùng ở đây ha, UV editing cũng được. Như thế này cũng được, hoặc là mấy em có thể lướt trực tiếp trên này. UV editor ở đây. Nó sẽ lên cho mình một cái bảng ha. Và cái này thì nó linh động nhưng mà nó dễ bị dính lung tung với lại nó to ha. Thì mấy em tập quen với cái này cũng tốt hơn. Đây là bình thường mình cất cái này đi đấy, nó cũng lớn như thế này. Rồi thì nếu mình làm quen á, thì mình nên sử dụng UV editing ở đây. Thường thường một cái khối hợp đa số các phần mềm nó tách ra cho mình như thế này ha. Ở đây mấy em thấy cái đường tách nó có cái màu đậm nè, nó có đường đậm. Nếu mình bật ở đây ha, bật lên nè, cái đường tách nó có màu đậm ha, màu trắng. Đúng không? Đây. Đó. Bật lên. Ở đây thì nó có cái view lưới ha, mình muốn bỏ cũng được nhưng mà thường để view lưới để mình biết cái khu vực mà mình cần làm. Rồi, đây là mình nói cơ bản là các cái khối thôi. Đây, khối hình tròn. À, nó sẽ cắt ra như thế này. Khối hình trụ thì nó cắt ra như thế này. À, và mỗi cái này thì mấy em đã biết rồi, cái ô vuông là
vuông đúng không? Ở đây thì cái hình trụ rồi. Bây giờ mình muốn sáu mặt này giống nhau thì tất nhiên là kích thước này nó phải lớn giống nhau, đúng không? Thì cái này mình phải chịu khó một tí, lôi nó ra ngoài. Để chọn nó thì mình bấm chuột phải chọn UV hoặc là chọn Fade hoặc là UV Cell. Ha, đừng chọn Vertex S ở đây. Ví dụ như mình chọn UV Cell là mình lít vào là nó sẽ có nguyên một cái bộ của nó. Ví dụ như cái nó đứt chỗ nào thì nó không dính chỗ đó thôi ha. Toàn bộ polygon nó dính. Rồi mình chọn phay thì từng phay đúng không? Mình có thể kéo ra như thế này. Sau đó mình chọn từng cái. Chọn UV nè, đây là chọn từng cái. Mình đưa vào đây. Ở trên Maya nó có một cái tiện ích rất hay đó là layout. Mấy em nhìn ở dưới cùng này nè, có cái chữ Arrange and Layout đây. Mấy em bung nó ra. Phía dưới này nó có cái chữ layout, mấy em bấm nó bung ra đầy khung hình à. Thì tương tự như vậy, mấy em chỉ có việc chọn nó và bấm ha, chọn nó bấm đây. Đây là thầy nói đang chọn từng cái cho nó giống nhau. Còn nếu mấy em chọn hết này, mấy em bấm layout là nó xếp ra sao cái lại ha. Tại vì mình xếp layout mà, xếp layout là trong một cái layout, đây là một cái layout nè, bố cục nè. À, một cái khung thì mình lít từng cái thì nó nhảy vô từng cái, còn mình lít hết thì nó ra sáu cái, đúng không? Đó là cách sắp xếp của Maya. Mà mấy em dù có lớn hay nhỏ, ví dụ như đây, mấy em có thể keo cái này lớn hơn đúng không? Rồi mấy em chọn này bấm layout nó cũng nhảy về rất là đẹp. Maya nó được cái rất là tiện chỗ đó. Rồi như vậy là mình biết cái cách sắp xếp ha, bố cục gọi là cái phần layout nó rất là tiện, và chỉ cần bấm một cái là các cái tỷ lệ trên này nó giống nhau hết, không có lớn nhỏ gì hết ha. Còn nếu mà mấy em bấm mà nó lớn nhỏ có nghĩa là poly của mấy em sai ha, và cái thứ hai nữa là không có bọc plug in 3D. Rồi bây giờ thầy nói đến cái bọc plug in ở đây. Trường hợp mấy em làm hay bị lỗi thì mấy em kiểm tra cái này giùm thầy vào Setting Preference Plugin Manager ha. Mấy em vào đây tìm một cái file tên là Unfold 3D, nó nằm ở đây ha. Nhớ là bật nó lên, nhớ bật nó lên. Nếu mấy em không bật là nó sẽ bị méo, nó bị lệch tỷ lệ, nó không đúng hoặc là nó không bung lưới ra ha. Đó là Unfold 3D. Đấy ha, mấy em nhớ ở phần này thôi. Để mấy em thấy mà sao mình Unfold hoài mà nó cứ méo hoặc là nó không có đều, là có nghĩa là một là em đã tắt, em bấm nhầm cái phím gì đó mình tắt ha, cho nên là phải bật nó lên. Rồi vừa rồi là mình chải tự động đúng không? Thì anh mở nha. Bây giờ mình cũng load ra như vậy. Bây giờ mình tự chải. Ở đây mình coi cái mặt này là cái mặt nào, lít vào nó rất là tiện đúng không? À, nó nằm đây, nằm mặt trước này, này là mặt trước. Mình không thích nó mặt trước, mình thích cái này là nằm ở trên cùng ha. Mình thích cái này nằm trên cùng này nè, còn mấy cái khác nó theo thứ tự mình. Thì bây giờ nó đang dính như vậy, mình kéo là nó đi dính giống như mấy phần mềm khác, mình phải cắt nó ra. Cắt ở đây cũng rất là dễ. Mấy em chọn nó lên nè, chọn ép ở ngoài hay ở trong đều được. Khi mấy em thấy màu trắng có nghĩa là nó bị đứt ha, màu xanh là chưa có bị đứt. Đây cũng vậy nha, mấy em chọn hai cái cạnh này đúng không, chọn ép nè. Sau đó mấy em vào trong này nó có cut and seal rồi, tức là mình cắt và mình nối lại đó ha, dán nó lại đó. Đây có chữ cut, mấy em lít. Còn mấy em dùng cut tool có nghĩa là mấy em chọn cái tool này, mấy em lít từng cái nhưng mà dễ bị lộn.
ha, hơi bị lầm. Bây giờ mấy em chọn đây. Đây, bây giờ mấy em thấy nó màu trắng. Ví dụ vậy. Rồi. Như thế này. Rồi. À dưới này cho nó lớn ra. Chẳng giống gì cả ha. Lúc này UV của nó sẽ